nhận lời thách đấu từ chồng chị. Oh my god. Ngồi đằng sau camera kia. Ôi trời đất ơi. Ôi trời đất ơi, trời đất ơi, giật mình hết. Không biết phải review sao mấy em. Ok. Cúp à, chị Vani xin chào tất cả các em. Các em, chị Vani ở nhà nhiều đến cái mức mà bây giờ chị Vani có thể tự suy nghĩ và tự nấu ra được rất là nhiều những cái món ăn mình chế nữa. Với lại hả, chị Vani đã coi rất là nhiều những cái video clip nấu ăn, tại mình rảnh quá mà, mình coi trên TikTok nè, mình coi trên YouTube nè, mình coi rất là nhiều luôn. Cho nên là chị Vani quyết định ngày hôm nay chị Vani sẽ nhận lời thách đấu từ chồng chị. Oh my god. Ngồi đằng sau camera kia, ông ý thách chị Vani là bây giờ chị Vani có thể nấu một cái món ăn và không biết trước nguyên liệu hay không. Ok, chơi luôn. Wow. Trời ơi, nếu như mà chồng thích thì mình chiều thôi. Bây giờ thì mình sẽ chơi một cái trò chơi này. Đây là cái trò chơi yes no. Có nghĩa là nếu như mà chị Vani yes thì chị Vani sẽ chấp nhận cái nguyên vật liệu đó. No thì có nghĩa là chị Vani không chấp nhận cái nguyên vật liệu đó. Và chị Vani sẽ dùng hết tất cả những cái nguyên vật liệu mà mình say yes để mà mình làm một cái món ăn. Nhưng mà không phải là như vậy thì dễ đâu. Tại vì chị Vani phải bịt đồ ở trong nhà, trong tủ lạnh của chị á, là chị đã biết hết là trong đó có cái gì rồi. Cho nên là chị rất là tự tin để thực hiện thử thách này. Hy vọng là sẽ không fail. Cho nên các em hãy like chị Vani một cái ủng hộ nha. Nếu như bạn nào mà chưa subscribe thì nhớ subscribe chị Vani. Thank you. Bây giờ mình test thử đi. Mình test thử, mình dơ số ra đi. Anh Ái dơ số ra đi. Số 2 đi, đúng không? What? Đúng rồi hả? Số 0 đi. Cái này vậy, vậy. Đúng không? À vậy rồi, ok. Vậy là bắt đầu được rồi đó, tối thương chứ luôn. No, hết. Thứ 2 hả? Yes. Rồi, từ từ nha. Cái gì lắm cái gì? Thôi yes đại đi. Chắc là chai tương ớt. Yes luôn. Trời ơi, mayonnaise. Có cái nào nãy mình bỏ qua cái gì không ta? Nãy giờ mình yes hơi nhiều quá. No đi. Yes. Mày nãy gì mà chưa có khui bao ra luôn rồi trời. Yes. Vẫn chưa có cái gì chín hết trơn á. Yes. À, chà bông hả? Chà bông. À, bây giờ mình lấy chà bông xong rồi mình sốt nha, mình rưới sốt lên với lại rưới tương ớt lên thì cũng được một món đó. Món ăn đơn giản khỏi làm luôn. No. Ôi, trứng gà má ơi, lẽ ra mình nên yes cái này á để mình chiên trứng lên á. Bỏ ra bạn ơi. Bỏ ra. Tức quá. Thôi. Tao thấy mà tao tức á. Yes. Trời, tự nhiên cái bỏ trứng gà kế trứng cút. Vẫn chưa có cái món gì nó gọi là có đạm á. Yes. Yes. Thôi, no đi. Hết rồi rồi hả? Ok, bây giờ mở mắt ra nha. Ồ, để coi chị Vani. Chị Vani nấu món nào no đâu. Đậu phộng này cũng ngon nè. Dâu ua cũng ngon nữa. Ồ, thì ra cái này là cái đậu hũ. Ồ, thịt bông, thịt bông. Ok. Hồi nãy chị Vani có nấu một món là bánh mì á. Bánh mì kẹp với lại trứng với lại chà bông. Thì bây giờ mình sẽ làm đậu hũ kẹp. What? Không biết có ra gì không nữa. Ok, thôi. Bắt đầu làm luôn nha. Ok, đầu tiên thì chị Vani sẽ sơ chế các nguyên liệu nha. Chị Vani nghĩ là chỉ có hai người đang ở nhà thôi, cho nên chị Vani sẽ làm hai miếng thôi. Trời ơi, cái này là chị Vani mua cho bé Ni á. Mà xong bây giờ lấy ra luôn rồi. Mình sẽ cắt đôi cái này ra. Xúc xích thì chị Vani sẽ cắt ra thành những cái sợi nhỏ nhỏ. Tại vì mình có mục đích là mình sẽ nhét vào trong cái đậu hũ nè, cho nên mình cắt sợi nhỏ nhỏ thôi. Hôm nay sẽ là lần đầu tiên của rất là nhiều lần đầu tiên các em. Chị Vani sẽ xào thịt bằng bơ từ ngang. Chiên trứng cút bằng bơ. Trời ơi, chiên đậu hũ bằng bơ. Yeah. Bếp mới của chế. Đây là một cái bếp mà nó có hai ngăn luôn. Đó, một nướng với lại cả một nấu. Ok, chị Vani sẽ bật hai cái bếp lên luôn. Cái xúc xích này quá trời thơm. Trong cái lúc bên này nó cũng đang ấy thì chị sẽ bỏ thịt vô. Trời ơi, lần đầu tiên tôi xào thịt bằng bơ. Trời ơi, cái này mà có thêm một chút tỏi với lại hành tím là ngon nha. Nice. Nếu như mà các em ở nhà mà các em không có phải thử thách như chị Vani á thì các em hãy dùng dầu nè. Cái nồi lẩu này cưng quá ha. Cái này giống như là lẩu một người vậy đó mấy đứa. Ok, chị thấy thịt của chị là ok rồi đó. Hai cái chảo này là chị Vani mua đồ nội địa Trung á mấy đứa. Rẻ, mặt canh sale mới có nha. Lần đầu tiên chị sẽ cùng một lúc chiên trứng cút bằng hai cái chảo này luôn. Tự nhiên cái trứng này nó bị bể, tức ghê. Ui trời đất ơi.
Ôi trời đất ơi. Ôi trời đất ơi. Ôi trời đất ơi, trời đất ơi, giật mình hết trời. Cái trứng này nó dễ thương ghê, nó phồng nè mấy đứa. Lát hồi cắn một cái nó xịt ra. Yeah, chị nghĩ là xong rồi đó, được được rồi đó. Bây giờ chị sẽ tắt bếp. Một bước cuối cùng nữa thôi các em, đó chính là chiên đậu hũ. Chị sợ quá à, chị nghi là cái đậu hũ này chị Vani chiên nó không thành công quá. Nhưng mà bây giờ chị không có nguyên liệu là dầu, mà chị phải chơi thật là công bằng mới được. Cho nên là chị vẫn để bơ. Chiên làm sao để cho nó vàng giòn hơi khó hen. Tại vì mình lỡ khoe 2 ngăn rồi, cho nên là mình phải chiên 2 ngăn, chứ thật ra là chiên 1 ngăn vẫn được các em. A few moments later. Ok, chị nghĩ là được rồi đó. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình lấy đậu hũ ra, xong rồi sau đó tới bước tiếp theo nhé. Ta-da! Đây. Đây sẽ là tới bước mà mình hoàn thiện cái món ăn này của chị Vani. Thật sự ra luôn các em, cái món này là chị tham khảo ở trên TikTok, chị thấy được. Và chị cũng không nghĩ là đến một ngày mình làm cái món này, bởi vì nó lạ quá. Nhưng mà tại vì hôm nay là hơi su là mình phải chấp nhận thử thách. Bây giờ mình sẽ mở cái đậu hũ ra. Mình sẽ bỏ xúc xích vô. Ra là ở nhà mấy em có gì mấy em bỏ vô cái đó, chứ cũng không có phải nhất thiết là xúc xích, là thịt bằm hay là trứng cút đâu. Mấy em thích ăn gì mấy em bỏ cái đó vô thôi. Đó, nhìn cho nó hoành hoành lên vậy là được rồi. Thêm một miếng rau răm. Rau răm này các em nhớ rửa nha. Ra cái món này mà nó có thêm cái khô bò mà ăn ở trong bánh tráng nữa chắc là ngon dữ á. Nice. Một món ăn lạ mắt và đẹp. Tiếp nha, tiếp nha. Đây là chị sẽ bỏ trứng đi, rồi tới xúc xích đi, xong rồi tới thịt bằm đi. Đó. Xong rồi một miếng rau răm đi, một miếng chà bông lên nữa. Đó. Trời ơi, xinh đẹp chưa? Bây giờ là mình sẽ xịt một miếng mayonnaise lên. Xong rồi. Đẹp chưa? Ok, giờ chị ăn nha. Thật ra là cái món này mình có thể gấp bằng đũa ăn là được rồi, nhưng mà chị Vani muốn cầm lên luôn cho nó có cảm giác á mà. Cho nên là chị quyết định là sẽ đeo bao tay để mà ăn. Trời, không lạ không mấy kỳ luôn á. Hứa phải review sao mấy em. Ok. Tại vì nó là mùi vị của tất cả mọi thứ nó trộn lại, nhưng mà nó nghe mùi bơ. Tại vì chị Vani chiên nhiều bơ quá. Cái cảm giác mà đậu hũ chung với lại thịt bằm mà trứng mà húc thích rồi đó, giờ chị Vani chưa có cái cảm giác đó. Mà ăn cái phần này không nha, một cái này là chị Vani thấy là no luôn rồi đó. Đậu hũ là cái gì? Làm từ đậu tinh bột, xong rồi có thịt là có đạm, có trứng rồi có rau nữa, có bơ là chất béo nữa, hơi bị đủ chất dinh dưỡng luôn. Lạ quá, lạ thiệt. Ok, chị Vani nghĩ là nếu như mà ở nhà các em muốn một cái cảm giác ăn một cái món lạ lùng rồi đó, giờ chưa giờ ăn, các em thử món này. Chị Vani đảm bảo với các em luôn, không lạ không lấy tiền luôn. Không lạ quay lại đây comment cho chị luôn, thì chị món mới. Còn lạ cũng quay lại comment luôn, nói là chị ơi lạ thiệt. Nhớ nha. Ok, cảm ơn các em đã coi video đến giờ này. Còn bây giờ thì chị Vani đã hoàn thành thử thách rồi. Yeah. Nếu như mà bạn nào muốn thử thách chị Vani cái gì á, comment ở dưới cho chị xem coi, nếu như mà thú vị chị sẽ thực hiện thử thách. Tạm biệt. Bye bye.